hàng trăm tấn hoa quả mắc kẹt ở chợ Long Biên. Ngày 3 tháng 8, sau khi nhận được thông tin một người thường xuyên giao hàng cho các tiểu thương tại chợ Long Biên dương tính với COVID-19, quận Ba Đình yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá phong tỏa toàn bộ chợ đầu mối Long Biên. Số lượng nông sản đang tồn đọng trong chợ lên tới hàng trăm tấn, chủ yếu là các loại hoa quả như na, chanh leo. Phần lớn số nông sản này được nhập vào chợ từ hôm trước. Nếu không sớm tiêu thụ hết số nông sản này, các hộ kinh doanh có thể chịu thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Tính đến 19 giờ, hầu hết tiểu thương vẫn tất bật thu dọn hàng hóa. Một số loại nông sản được chuyển vào kho lạnh để bảo quản. Tuy chợ có nhiều kho lạnh, rất khó để có thể đáp ứng toàn bộ số nông sản hiện tồn đọng. Nông sản có thể được tập kết và chuyển đến các kho chứa khác trên địa bàn thành phố trước khi tiêu thụ trên thị trường. Thậm chí, nhiều tiểu thương còn mang hàng ra phía ngoài chợ để bán vội trong đêm.